Loan nhận được rất là nhiều câu hỏi của các khách hàng, đặc biệt là các anh ha. Mình đang phân vân giữa những cái em côn tay nhỏ nhỏ xinh xinh ở cả nhà, và đang phân vân giữa hai dòng, một là Sonic, một là Satria. Thì các anh hỏi là muốn tham khảo về giá xe nè, cũng như là kiểu dáng xe nè. Thì trong ngày video ngày hôm nay, Loan sẽ quay cho cả nhà nè. Loan sẽ review về hai em, một em là của Honda Sonic, một em là Suzuki Satria nha cả nhà. Hai em là đều là nhập nguyên con bên Indonesia luôn, nhưng mà giá cả của em nó là chênh lệch, cũng như là màu sắc cũng khá là lạ nha. Thì mọi người đừng quên khi mà xem video của Loan nè, liên hệ trước với Loan, có số điện thoại để ở phần bên dưới. Thì Loan sẽ hỗ trợ đặt lịch trước cho cả nhà, tư vấn kỹ cho mọi người nè, số tiền trả trước và gửi mẫu sơn cho cả nhà mình tham khảo. Và cuối tuần nè, hoặc là một ngày nào đó cả nhà mình rảnh lên cửa hàng mua xe, nó sẽ hỗ trợ xăng xe đi lại cho cả nhà mình từ 1 đến 2 triệu đồng, hỗ trợ tiền mặt ha, hoặc là giảm trực tiếp vào giá xe cho cả nhà mình luôn. Thì hôm nay nó sẽ quay cho cả nhà một tin rất là vui luôn cho những anh khách hàng mình đang có nhu cầu tham khảo họ dòng Sonic nha. Hiện tại Sonic đang giảm giá cực kỳ tốt luôn mọi người. Và hôm nay Loan bốc ra một em Sonic màu tím titan ha. Cái mẫu này thì hiện tại ở cửa hàng Loan á, là lúc trước, thời điểm trước lúc mà Sonic đang hot đó cả nhà, khách hàng chọn cái màu này rất là nhiều. Vì cái màu này thực sự nó rất là bí ẩn. Cả vẹt em này sẽ ra màu tím xanh đen ha. Nhưng mà khách hàng cũng như là Loan hay gọi quen là màu tím titan á. Đổi màu thì mọi người nhìn thấy là khi mà có ánh sáng thì chắc chắn là nó sẽ hiện lên màu tím cả nhà. Nhưng mà khi mà ở một góc tối, bên đêm tối tối hoặc là chiều xế xế thì cái màu tím này nó sẽ chuyển thành màu xanh. Cũng như là góc nhìn bây giờ nè, Loan đứng Loan nhìn khi có ánh sáng, những cái nơi mà có ánh sáng thì nó sẽ là màu tím. Khi nó hơi khuất một chút xíu phía trong này nè thì nó lại là màu xanh. Tím xanh đổi màu vậy cả nhà, nhìn khá là thú vị luôn à. Cái em này thì hiện tại cửa hàng nó sơn 3D luôn nè. Mọi người tham khảo Sonic. Cái đầu của Sonic thì Loan theo cảm thấy ha, nó nhọn hơn, cũng như là nó bự hơn so với đầu của Satria cả nhà. Và đặc biệt thì kiểu dáng với cái Loan thấy cảm quan ha, thì với cái in xe phía sau nó cũng cao hơn xe chiều một chút xíu đó. Thì hai cái điểm là nhìn sơ xương xương là mình thấy nó khác thôi, còn nhìn phần chung thì nó cũng vẫn là xe côn tay nhỏ nhỏ ha, và đặc biệt là xe nhập nữa thì nó gần như hao giống nhau đó. Thì em xe này Loan có sơn nè, Loan có để sơn, có để cái logo Honda ở đây ha, hình cái ngén ở đây nè, cũng như là có chữ Sonic. Những cái họa tiết trên xe này thì màu chủ đạo chính là màu tím xanh ha, tím titan, và chữ thì chữ màu vàng nè, đó đó, một số chút xíu vàng và thiết kế màu trắng nữa, cực kỳ là lạ. Và đây mọi người thấy không, nó thiết kế đến đây luôn nè, ra phía sau luôn, 150R. Thì Sonic thường là nó sẽ để là 150R, còn Satria thì sẽ để là F150, Raider thì sẽ là R150 đó. Nhưng có một số khách hàng của Loan khi mà liên hệ là hay hỏi cho em hỏi R150 là Loan biết là hỏi đến Sonic rồi ha. Đây, em xe này là màu sơn 3D. Hiện tại thì nếu mọi người có theo dõi cái video của Loan ha, Sonic trước đây hiện tại giá của nó rơi vào khoảng 5-6-60 á cả nhà. Nhưng hiện tại thì em xe Sonic cửa hàng Loan chỉ đang bán dao động tầm 55,5 triệu là màu zin ha. Và màu sơn thì thêm với Loan 2 triệu nữa. Đó, nếu mọi người mua màu sơn thêm với Loan 2 triệu. Sonic thì mình chạy trước tầm khoảng 12 triệu trở lên. 12 triệu là mình lấy màu zin ha, 14-15 là mình lấy màu sơn. Đó. Cho nên là nếu mà tài chính của mình dưới 10 triệu thì mình hãy lựa chọn ngay qua một cái dòng xe cũng côn tay, cũng nhập khẩu luôn. Thì bây giờ nó sẽ quay cho cả nhà nha. Đây, còn có một cái em Satria nhập khẩu nguyên con luôn, Satria tư nhân cả nhà. Thiết kế cực kỳ là nhỏ gọn, xinh xắn ha. Thì thực tế thì Satria có số lượng bán cũng khá là nhiều luôn đó mọi người. Em này thì bên cửa hàng nó đã sơn 3D lên rồi nha, sơn nước sơn 3D. Màu này có thể gọi là màu xanh candy nè, cà vẹt sẽ ra màu xanh đen. Cả nhà mình an tâm nha, khi xem video của Loan thấy quá là nhiều màu sắc xe luôn, nhưng mà mọi người an tâm, mua xe màu vàng thì cà vẹt sẽ ra màu vàng, mua xe màu nào cà vẹt sẽ ra màu đó, bên cửa hàng nó sẽ đổi hợp lệ cho cả nhà mình chạy. Em xe này thì bánh mâm zin luôn cả nhà, màu đỏ luôn nha. Dàn áo nè, màu xanh nè, F150. Satria hiện tại thì giá Loan có hai dòng chính hãng và tư nhân, giá dao động tầm khoảng 48-50 hoặc là 51-52, đó là tùy màu. Em xe này thì hiện tại cửa hàng nó đang bán 51 triệu nha cả nhà mình, nếu mà muốn lên sơn thì thêm giúp Loan 2 triệu nữa cả nhà nhé. Em này thì cũng là phải nhập khẩu nguyên con luôn, Satria trả trước tầm khoảng 7 triệu là có thể lên hồ sơ và lấy xe về rồi. Nếu mà cả nhà mình đang thích hai cái dòng côn tay không biết lựa chọn em nào nhưng tài chính chỉ có 7-8 triệu thôi thì mình nghĩ ngay đến Satria Raider nha, cũng là hàng nhập khẩu, cũng bảo hành cho mình luôn 30.000 km hoặc 3 năm. Màu sơn thì nó sẽ bảo hành tại cửa hàng cho mình 1 năm. Nhanh tay liên hệ với Loan để nhận hỗ trợ xăng xe đi lại nha, cũng như là được nhận hỗ trợ Loan tư vấn cho cả nhà một cách nhiệt tình nhất, gửi bảng màu sơn cho cả nhà mình cùng thêm xe nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều.